Và thêm một cái vấn đề nữa mà em nhờ bác sĩ có thể là tư vấn thêm cho Thu Nga cùng với là tất cả các anh chị phụ huynh, thì em được nghe thông tin là nhờ có dịch bệnh này mà sức đề kháng toàn dân được nâng cao, thì em không biết là cái thông tin này có chính xác không bác sĩ? Sức đề kháng toàn dân được nâng cao, tôi chưa hiểu cái ý đó lắm, nhưng mà cái có lẽ rằng là khi có dịch bệnh á mà người ta lo lắng á, thì cái mức độ ý thức bảo vệ cho mình á, yeah, có thể được nâng cao hơn. Ví dụ như là họ siêng năng rửa tay hơn, ví dụ như là ở những nơi như siêu thị nè, hoặc là cổng chợ nè, hoặc là trước những nơi mà nhiều người đi vào thì có được cái chai nước rửa tay. Yeah. Thì điều đó cũng giúp để phòng ngừa những cái bệnh khác ngoài COVID-19. Thì khi đó thì tỷ lệ những cái bệnh khác, những bệnh lây nhiễm khác nó cũng giảm. Rồi nếu mà người dân chú ý, chịu khó đi chích ngừa hơn thì cái sức đề kháng cũng sẽ được nâng cao hơn. Yeah. Đó. Thì theo ý nghĩa mà người dân có được nâng cái sức đề kháng lên đó là vì họ có cái ý thức hơn, yeah, về vệ sinh cá nhân. Nếu mà tất cả cùng thực hiện những cái biện pháp vệ sinh cá nhân, ví dụ như rửa tay, ví dụ như che miệng khi ho đúng cách, xin nhắc lại là đúng cách, là mình dùng khuỷu tay, yeah, hoặc là dùng cái khăn giấy che miệng, chứ tránh dùng cái bàn tay trực tiếp của mình để che miệng. Ví dụ như dùng khăn giấy che miệng thì cái khăn giấy đó đã bị nhiễm bẩn rồi thì mình phải bỏ vô thùng rác, chứ đừng có quăng ra bừa bãi. Còn nếu dùng khuỷu tay để mình che miệng thì cái khuỷu tay của mình cũng ít có khi nào mà để đụng chạm vô những cái nơi mà chỗ khác người ta đụng tay vào. Thì nếu mà người dân, tất cả người dân cũng đều hiểu được những cái biện pháp vệ sinh cá nhân cơ bản đó, đó cơ hội để dạy cho các em bé cái cách thực hành vệ sinh cá nhân cơ bản đúng cách như vậy, thì nội nhiêu đó biện pháp cũng đã giảm được việc lây lan của nhiều cái bệnh khác rồi, chứ không riêng gì COVID-19. Thì nhờ đó thì sức khỏe của người dân cũng sẽ được nâng cao lên. Ừ, dạ vâng ạ. Và em hy vọng rằng cái việc mà ý thức của người dân được nâng cao thì sẽ được duy trì. Cái việc duy trì lâu dài nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng rất là tích cực đến sức khỏe của chúng ta và cộng đồng ạ. Ừ. Và thêm một cái vấn đề tiếp theo mà Thu Nga muốn nhờ bác sĩ muốn giải đáp, đó chính là về vấn đề mà đối với phụ nữ mang thai. Thì em được biết rằng phụ nữ mang thai khi mà trong cơ thể của chúng ta có thêm một cái vật thể lạ bên trong, thì chắc chắn rằng sức khỏe và đề kháng của cơ thể người phụ nữ lúc đó cũng sẽ có những cái phản ứng. Và đối với dịch bệnh COVID-19 này thì có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của phụ nữ mang thai vậy bác sĩ? Hiện tại bây giờ thì số liệu đưa ra cho thấy rằng là phụ nữ mang thai dường như không phải là yếu tố nguy cơ cao để mà bị những cái bệnh nặng hay là biến chứng do COVID-19. Dạ. Nó khác với bệnh cúm, siêu vi cúm, nó cũng lây lan giống như COVID-19 này, tức là cũng lây lan qua đường hô hấp, cũng thành dịch bệnh rất là lớn ở cái mùa lạnh. Yeah. Ví dụ như ở mùa lạnh từ khoảng tháng 12 cho tới tháng 3 ở vùng Bắc Mãn Cầu, ở những nước như Mỹ, Canada chẳng hạn, hay là ở châu Âu thì có dịch cúm. Hoặc là ở mùa lạnh của vùng Nam Bán Cầu ở khoảng tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó. Tức là bắt đầu khoảng tháng 6 là bắt đầu vô mùa lạnh ở vùng Nam Bán Cầu, thì mùa đó gọi là mùa cúm. Thì cái lần trước mình có bàn qua về cái bệnh cúm, yeah, đối với lại phụ nữ mang thai, thì phụ nữ mang thai là một trong những đối tượng nguy cơ cao bị bệnh nặng và có thể tử vong do con siêu vi cúm. Nhưng đối với lại COVID-19 thì dường như cái số liệu đưa ra thì nó không cho thấy rằng là phụ nữ mang thai là nguy cơ cao nữa, và những cái người có nguy cơ cao là người lớn tuổi. Dạ. Yeah. Có bệnh lý nền như hồi nãy mình có trao đổi. Tương tự đối với bệnh cúm thì trẻ em lại là đối tượng nguy cơ cao bị bệnh nặng, đặc biệt là dưới 2 tuổi. Yeah.
Trong khi ở bên COVID-19 này thì trẻ em dường như không phải là đối tượng nguy cơ cao, tại vì số liệu mình cũng thấy rằng là gần như những cái bé mà nhỏ nó không có bị những cái bệnh nặng và biến chứng nặng do COVID-19, nó khác với cúm. Do đó, ở cái dịch COVID-19 này, phụ nữ mang thai dường như không phải là cái đối tượng nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi cái con siêu vi COVID-19. Và người ta thấy thêm là dường như cái con siêu vi COVID-19 này nó không truyền từ mẹ qua nhau thai. Tức là bà mẹ có bị nhiễm nhưng mà cái thai nhi nó không có bị lây cái con siêu vi đó qua cái đường truyền qua nhau thai. Có thể cái con siêu vi đó chỉ lây qua đường tiếp xúc về dịch tiết của mũi họng thôi. Tức là nó lây qua tay hơn là lây từ mẹ qua cái thai nhi. Do đó đối với phụ nữ mang thai thì có lẽ bệnh nó không có nặng hơn ha. Tức là nó cũng giống như những người phụ nữ bình thường khi mà nhiễm siêu vi COVID-19, và cái thai nhi nó cũng không có bị ảnh hưởng lắm cho tới số liệu hiện tại bây giờ. Đó. Nhắc lại là cái số liệu này nó ở cái bệnh COVID-19 nó khác với cúm nha. Do đó xin nhắc lại là phụ nữ mang thai nên đi tiêm ngừa cúm, bởi vì phụ nữ mang thai là đối tượng nguy cơ cao, có thể bệnh nặng và tử vong do cúm. Ngay cả thai nhi cũng có thể bị ảnh hưởng do bà mẹ bị bệnh nặng cúm. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ.